trong cái bao đấy chứ. Em cầm đi. Có dao này, cần dao này. Bỏ kéo ra cắt đi cho một chút. Cắt xong cái cuốc à? Em tưởng cuốc không cắt. Thôi cái này nhổ được này. Quê. Nhổ dễ lắm. Nhổ dễ. Nhiều nhiều một hai cái mà nhổ. Quê. Quê to thế nhỉ. Đẹp nhỉ. Ôi, ngon lắm chị ạ. Ôi, ngon thế chị ơi.
chuột là thắng để em. Trong nhà cụ em chuột là thắng hết. Tí vứt đúng như thế củ đậu mùa này ngọt lắm. Vâng, củ đậu mùa này ngọt bà. Ngọt mà mềm. Nặng vậy. Tại vì cái này mình cắt thì vào nhạt lắm. Cái này cứ để xong phơi khô ở đây đến lúc nó mình lấy rẻ mình lau đến lúc nào mang đi bán ấy, mình rũ qua cũng được. Rất bán nhưng mà phơi khô rồi đến lúc mà mình mang đi bán mình rũ mình lấy khăn mình lấy cái rẻ mình lau qua thì đất nó sẽ sở ra hết rồi.